Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh với chủ đề thảo luận liên quan đến văn hóa cải tiến liên tục của doanh nghiệp, với phần chia sẻ của chuyên gia Ngô Công Trường, là chuyên gia tư vấn cải tiến hệ thống vận hành doanh nghiệp. Vâng, lúc nãy anh có đề cập tới việc là văn hóa cải tiến liên tục của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp mà có thể tiết kiệm những chi phí. Và người chủ doanh nghiệp thì cũng hay mắc phải cái sai lầm là lẫn lộn giữa cái văn hóa cải tiến liên tục và cái tiết kiệm hiệu quả. Ở đây cái việc tiết kiệm hiệu quả nên được cân nhắc như thế nào? Ở đây ngay trong cái từ tiết kiệm hiệu quả nó có hai phần. Phần thứ nhất là tiết kiệm, phần thứ hai là hiệu quả. Nếu chúng ta tiết kiệm mà không hiệu quả, tức là chúng ta gặp cái gì chúng ta tiết kiệm ấy, thì đó là hai mặt. Tại vì chúng ta tiết kiệm tại thời điểm ngắn hạn thì về mặt dài hạn chúng ta sẽ trả giá bằng những chi phí rất là lớn. Thì trong tiết kiệm hiệu quả chúng ta phải hiểu nó có ba loại tiết kiệm. Tiết kiệm thứ nhất là rất là dễ thấy, là những gì chúng ta tiết kiệm tiền chạy vào túi được. Ví dụ như thay vì tôi bỏ 10 đồng vào đầu tư đó, tôi bỏ có 9 đồng thôi, thì 1 đồng đó sẽ vào túi chủ doanh nghiệp ngay. Thì đa số chủ doanh nghiệp tập trung vào cái phần tiết kiệm số 1 này. Tuy nhiên cái phần số 1 này nó chiếm từ 20 đến 30% cái tổng số tiết kiệm thôi, mà chúng ta bỏ qua phần lớn cái tiết kiệm còn lại rất là phí. Phần thứ hai nó nằm rất lớn là vào dòng tiền, tức là vào cash flow. Thì phần này chúng ta không thấy được tại thời điểm mà chúng ta đang tiết kiệm, mà chúng ta sẽ thấy vào cuối năm và báo cáo tài chính. Tức là vào báo cáo tài chính chúng ta thấy tự nhiên chúng ta tiết kiệm được 1 triệu đô, mà chúng ta không biết là ủa tại sao là tiền ở đâu ra. Thì đó là những cái chúng ta tiết kiệm trong quá trình chúng ta làm việc trong cả năm, nó dồn vào cash flow cuối năm. Và dòng tiết kiệm thứ ba rất là quan trọng, đó là ngăn ngừa những chi phí phát sinh về hai việc. Việc thứ nhất là về an toàn, về những cái rủi ro chúng ta phải gặp, ví dụ như nhà xưởng bị cháy, chúng ta bị lũ lụt hay là bị những cái bạo loạn chẳng hạn. Và cái loại hình thứ hai trong cái phần tiết kiệm thứ ba, đó là những cái vấn đề liên quan tới vấn đề về compliance, tức gọi là vấn đề tuân thủ luật pháp và pháp luật. Nếu những cái ý tưởng cải tiến mà giúp cho chúng ta tuân thủ pháp luật tốt hơn, tuân thủ về những quy định tốt hơn của công ty, hay là tuân thủ về những cái cơ chế tốt hơn, thì chúng ta không phải gặp những cái vướng mắc sau này. Ví dụ chúng ta gặp vướng mắc về thuế, chúng ta gặp vướng mắc về luật, thì những cái đó chúng ta phải trả giá rất nhiều, thậm chí trả giá bằng danh tiếng của doanh nghiệp, đó gọi là reputation, mà những cái đó chúng ta không mua được bằng tiền. Thì cái đó là những cái mà chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý để chúng ta tránh về những cái sai lầm phải mắc phải. Quay trở lại một chút về vấn đề văn hóa cải tiến liên tục. Như lúc nãy anh nói thì cái văn hóa này nó bắt nguồn từ tất cả những ý tưởng đề xuất trong công ty, ngay cả những tưởng nhỏ nhất. Như vậy thì ở đây người chủ doanh nghiệp có lẽ là phải tạo một cái văn hóa là để cho tất cả nhân viên đều có thể nói lên tiếng nói của mình. Thì khi đó thì họ mới mạnh dạn họ đề xuất, đúng không? Nhưng cái mặt trái của việc văn hóa cho dễ dàng chấp nhận tiếng nói của tất cả mọi người, kể cả những nhân viên nhỏ nhất, thì nó có mang lại một cái thử thách gì cho doanh nghiệp hay không? Lúc đó thì chúng ta phải cân bằng và cân đối. Tức là tới một lúc người công nhân người ta thấy là ai cũng có thể đưa ra tiếng nói thì nó sẽ quá mất thời gian. Và chúng ta phải có một cái cơ chế để tiếp nhận những cái ý tưởng cải tiến. Cơ chế đó như thế nào? Thì thường những doanh nghiệp người ta có cái hộp ý tưởng cải tiến. Tất cả những nhân viên nào có ý tưởng, người ta có thể nhận một cái phiếu, chúng ta điền vào, chúng ta bỏ vào cái hộp. Tại vì thường á, nhân viên người ta sợ gặp phải sếp trực tiếp chúng ta. Chúng ta đưa những ý tưởng cải tiến, tại vì có những cái nó rất là nhạy cảm, nó đụng chạm tới những bộ phận khác, thì chúng ta bỏ vào cái hộp đó. Thì sau đó chúng ta có những quy trình xem xét. Ví dụ chúng ta sẽ có những phản hồi sau 7 ngày làm việc. Thì chúng ta phải có cơ chế quản lý, chứ không thể nào anh nào cũng lên gặp sếp để đưa ý tưởng được. Thì chúng ta có những cái cơ chế tùy thuộc vào những công ty nhất định. Nhưng mà cái xu hướng sắp tới về việc cải tiến liên tục và cái tiết kiệm hiệu quả, nó sẽ có cái xu hướng gì nổi bật, đặc biệt là trong thời buổi mà doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và gặp hạn chế về mặt chi phí như hiện nay? Theo nhận định của trường và kinh nghiệm tư vấn á, thì cái xu hướng về cải tiến liên tục và tiết kiệm hiệu quả thì càng ngày nó càng gia tăng, và chắc chắn tất cả doanh nghiệp chúng ta phải triển khai. Tại vì thứ nhất, chúng ta bị áp lực bởi cái thời điểm kinh tế quá khó khăn và quá khủng hoảng. Thứ hai, chúng ta bị áp lực nội tại của doanh nghiệp chúng ta. Chúng ta bị áp lực bởi những cái người đầu tư tiền chúng ta là những cổ đông, những cái nội tại về cơ chế tổ chức. Thứ ba, chúng ta bị áp lực bởi khách hàng, bởi nhà cung cấp. Thì chính vì ba cái nguồn áp lực này bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải có những cái chương trình cải tiến liên tục. Nếu chúng ta không cải tiến, chúng ta cứ đứng hoài, chúng ta sẽ bị thua thiệt, và tới một ngày chúng ta sẽ bị mất những cái khách hàng mà chúng ta đang có. Thì đó là những cái tác động từ bên ngoài, bên trong và nội bộ của chúng ta, thì chúng ta không thể tránh được khỏi cái xu hướng đó. Thì tôi tin chắc rằng những cái xu hướng về cải tiến liên tục và tiết kiệm hiệu quả nó sẽ gia tăng. Nhưng mà làm thế nào để cân bằng với việc là liên tục cải tiến, liên tục có ý tưởng mới, với việc là doanh nghiệp đã có một cái bản sắc lâu nay nhiều năm rồi, một cái quá trình lịch sử lâu đời, với một cái cách làm, cái sức mạnh nó đã khá là định hình rồi. Giờ chúng ta đang cố gắng có gì đó mới thay đổi thì cũng sẽ có rủi ro và cũng sẽ có quan ngại. Làm thế nào để cân bằng với việc là tìm kiếm cái mới nhưng vẫn giữ những cái cũ mà vốn đã định hình doanh nghiệp trước đây?
cái vấn đề đó nó đặc biệt xảy ra ở các doanh nghiệp Việt Nam. Các công ty đa quốc gia thì người ta có văn hóa rất là tốt rồi, thì lâu đời rồi thì người ta ít gặp những trường hợp đó. Còn đặc biệt với doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta làm lâu và với một cái nhóm người quen trước đây, ví dụ như với gia đình, với bạn bè chúng ta, thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải làm trong cái này là quản trị sự thay đổi. Chúng ta phải cho người ta thấy rằng chúng ta cải tiến để cho mọi việc nó tốt hơn, chúng ta làm việc thông minh hơn để đem lại kết quả tốt hơn, chứ không phải là làm việc chăm chỉ hơn. Và tôi không phải bắt anh làm cái ABCD này, mà anh tự động đưa ý tưởng ra và chúng tôi cùng xem xét và chúng ta cùng làm đến cái đó, thì chúng ta cùng làm để mọi việc nó tốt hơn. Thì cái đầu tiên chúng ta phải nhắn tới là quản trị sự thay đổi. Nếu chúng ta không làm tốt cái đó thì chúng ta sẽ bị phản ứng ngay chính nội bộ của chúng ta. À, tại sao tôi phải thay đổi? Chúng ta làm việc này từ 10 năm rồi mà. Thì tại sao chúng ta phải thay đổi việc đó? Thì chúng ta phải cho người ta thấy cái nhận thức là bức tranh về áp lực, về môi trường bên ngoài, môi trường bên trong và nội bộ như thế nào. Và nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ bị cái gì? Tại vì anh biết là rất nhiều người biết là tập thể dục buổi sáng là tốt, nhưng mà nếu bác sĩ nói anh không tập thể dục thì không sao, thì tôi sẽ không tập thể dục. Nhưng nếu bác sĩ nói ngày mai anh không tập thể dục thì anh sẽ bị chết, thì ngày mai tôi phải đi tập thể dục. Thì đó là những cái chúng ta phải tạo ra mức độ khẩn cấp cho cái người nhân viên trong công ty thấy. Thì những cái vấn đề mà anh nói nó thường tập trung ở lãnh đạo cấp trung và cấp cao. Để cho người ta thấy là cái mức độ khẩn cấp nó như thế nào. Tại vì khi một việc quan trọng và nó tới mức khẩn cấp thì chúng ta phải hành động. Nhưng mà như thế nào là khẩn cấp? Tới cái mức của doanh nghiệp có gặp quá khó khăn về mặt cân đối dòng tiền, hay là như thế nào là khẩn cấp? Thế nào là dấu hiệu khẩn cấp? Ví dụ như là khách hàng người ta nói là chất lượng của anh đã bị sa sút. Chất lượng của anh đã bị giảm so với 20% so với trước đây. Số lượng complaint, tức là số lượng các khách hàng than phiền doanh nghiệp của chúng ta đã tăng lên 20%. Doanh thu của chúng ta bị giảm 10% so với năm trước. Các khách hàng đối thủ của chúng ta đã gia tăng rất nhiều. Các sản phẩm thay thế của chúng ta ngày càng nhiều. Nếu mà khách hàng không mua của chúng ta, khách hàng rất dễ dàng mua những người khác. Đó là những cái dấu hiệu của cái sự khẩn cấp. Và dấu hiệu khẩn cấp đó chúng ta phải cho nhân viên mình thấy. Chúng tôi đã thấy cái đó và các bạn cũng thấy đó, và chúng ta cùng làm cái đó để mang lại hiệu quả. Chứ chúng tôi không thể một mình chúng tôi ngồi đó mà chúng tôi làm được. Và các bạn cùng làm với chúng tôi từ những hành động nhỏ nhất thì mang lại hiệu quả. Thì chúng ta phải cho cái người nhân viên trong công ty thấy được mức độ khẩn cấp đó cùng với chúng ta. Nhưng với một cái doanh nghiệp mà đó, một bộ máy nó quá lớn hay là một cái hệ thống nó quá cồng kềnh thì rất khó để mà thay đổi liền. Thì ở đây những cái bước để có những bước cải tiến á, nó sẽ phải theo những bước như thế nào? Có thể là bắt nguồn từ một cái bộ phận nhỏ hay như nào? Chính xác. Thì khi mà doanh nghiệp người ta vào làm những cái văn hóa về cải tiến liên tục và tiết kiệm hiệu quả này, thì trước khi hình thành văn hóa thì người ta, đó là một cái chương trình thông thường thôi. Thì chúng ta áp dụng rất là đơn giản theo là cây gậy và củ cà rốt. Tức là khi mà anh đưa ý tưởng thì tôi sẽ có những cái chương trình khen thưởng, chương trình khích lệ. Và chúng ta phải yêu cầu nhân viên chúng ta là một năm phải đưa một số ý tưởng nhất định. Thì những cái yêu cầu đó chúng ta đặt vào cái KPI của nhân viên, những cái yêu cầu công việc của nhân viên. Thì chúng ta có cây gậy và củ cà rốt. Sau một thời gian khoảng 2-3 năm, nhân viên chúng ta làm việc đó cảm thấy rất bình thường và rất quen thuộc. Và người ta thấy yêu thích công việc đó vì tôi được cải tiến, tôi được tiền và năng lực tôi được đánh giá cao. Thì chúng ta bỏ những chương trình đó. Thì tự động nó trở thành văn hóa. Tôi đi vào không cần thưởng, không cần đặt vào KPI, tôi phải cải tiến. Vì nếu mà ngày hôm đó tôi không cải tiến, tôi cảm thấy nó khó chịu trong người. Thì tôi cải tiến, thì lúc đó doanh nghiệp đã có được văn hóa cải tiến liên tục và tiết kiệm hiệu quả. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Ngô Công Trường, là chuyên gia tư vấn cải tiến hệ thống vận hành doanh nghiệp, về chủ đề là văn hóa cải tiến liên tục và tiết kiệm hiệu quả. Quý vị có thể xem lại đoạn phỏng vấn này cũng như đóng góp thêm ý tưởng về cho chương trình tại trang web của kênh FBNC tại địa chỉ là fbnc.vn. Mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những nội dung đáng chú ý khác.